Này chắc lột phôi năm bảo ngư cho khách. Đây nha cả nhà. Cái lô này là khách lấy để thu do khoảng cỡ tháng 7 âm lịch đấy. Thì cái tháng đó thu nấm bán rất có giá. Cái lô này thì mình cấy vào lúc ngày 3 tháng 5. Ngày 3 tháng 5 thì đến ngày 3 tháng 6, ngày 3 tháng 7 thì là 2 tháng. Đúng không? Vì cái phôi này là phôi dài ngày. Thì lúc đó 2 tháng là ngày 3 tháng 7 thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ ngày 24 tháng 5 âm lịch đó. Thì khi đó 24 tháng 5 âm lịch thì mình ráng kéo tới cuối tháng, nó là khoảng cỡ mùng 1, 2 tới tháng 6 âm lịch thì mình tiến hành mình xử lý đậy nắp. Thì lúc đó nó khoảng 60 mấy ngày. Thì mình xử lý đậy nắp nửa tháng nữa thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 80 ngày. Đó, thì nó sẽ cho lứa đầu tiên. Thì khi đó thì mùng 2 mình xử lý thì đến rằm tháng 6 âm lịch thì mình tiến hành mình thu lứa đầu tiên. Và đến đầu tháng 7 âm lịch thì mình thu lứa thứ hai. Đó nên là có những trại họ trồng thì họ sẽ canh đặt phôi vào những cái thời điểm đó để cho có nấm cho khách hàng, cũng như là lúc đó bán nấm được giá cao. Phôi như thế này là đi khá đẹp rồi cả nhà ơi. Rồi, để mình quay cái hướng này mình thấy nó sẽ rõ hơn. Vì cái hướng lúc nãy quay thì nó hơi tối. Để mình coi thử là cái bịch phôi nó chạy như thế nào. Đây nhìn thấy kỹ hơn nè. Bịch phôi chạy như thế này, giao phôi rất là ok rồi đó. Mình cấy que thì thường thường nó hay bị xiên qua. Mình cấy cây que nó bị xéo á, nó xiên qua thì nó hay ăn cái má này nhiều hơn. Còn khi nào mà nó chạy cái bịch phôi mình nó chạy 2/3 thì tự động nó sẽ đậm tròn đều hết cái bịch phôi. Hầu như bịch nào thì cũng ná ná như nhau, vì khi mình cấy vô nó không có thẳng tâm được, nó hơi xéo. Đây nó xéo qua bên này nè. Đó cả nhà. Mà nói ra chứ cái anh thứ hai kia, anh xuống đây chứ. Anh trốn ở trên đó. Anh thứ hai đó là không được rồi. Buồn quá, về bác gà làm thiệt hả? Rồi mấy chị em nhậu. Về bác gà ấp nữa hả? Lấy hồn quá. Rồi như vậy thì mình review sơ qua cho cả nhà xem cái cảnh lên phôi nha cả nhà. Rồi anh em nào có nhu cầu gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại mà Nấm để trong mô tả. Và tất cả các hướng dẫn kỹ thuật thì Nấm đã chia sẻ khá là nhiều ở trên YouTube rồi. Nên anh em muốn cần chi tiết hơn thì cứ liên hệ với mình. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này nha. Chúc cả nhà sức khỏe nè.